Kinh 479, Sa Môn Bà La Môn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà không biết như thật đối với các thọ, không biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, người này không phải là Sa Môn, không phải là Bà La Môn, không đồng với Sa Môn Bà La Môn, cũng không phải nghĩa Sa Môn, cũng không phải nghĩa Bà La Môn. Ngay trong đời hiện tại, không tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà biết như thật đối với các thọ, biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, thì người này là Sa Môn của Sa Môn, Bà La Môn của Bà La Môn, đồng giới Sa Môn, đồng giới Bà La Môn, đúng nghĩa Sa Môn, đúng nghĩa Bà La Môn. Ngay trong đời hiện tại, tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như Sa Môn không phải Sa Môn, cũng vậy, Sa Môn số và không phải Sa Môn số cũng đều như vậy. Kinh 480, Nhất Sa Năng Già La. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú trong rừng Nhất Sa Năng Già La, nước Nhất Sa Năng Già La. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta muốn ở lại tại đây nửa tháng để tọa thiền. Các tỳ kheo chớ lui tới nữa, trừ người mang thức ăn và khi Bố Tát. Rồi Phật tọa thiền không du hành nữa. Bấy giờ qua nửa tháng, Thế Tôn trải tọa cụ ngồi trước đại chúng và bảo các tỳ kheo: khi ta bằng một phần ít thiền của thiền pháp được tư duy khi mới thành Phật, nay trong tháng này tư duy rằng sự sanh khởi của tất cả cảm thọ của chúng sanh đều có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Những gì là nhân duyên? Dục là nhân duyên, tầm là nhân duyên, xúc là nhân duyên. Này các tỳ kheo, nơi dục không tịch diệt, tầm không tịch diệt, xúc không tịch diệt. Do nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên không tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Ở đó nếu dục tịch diệt, nhưng tầm không tịch diệt, xúc không tịch diệt, do nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên không tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Ở đó nếu dục tịch diệt, tầm tịch diệt, nhưng xúc không diệt tận, do nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên không tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Ở đó dục tịch diệt, tầm tịch diệt, xúc tịch diệt, do nhân duyên đó mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Tức là do nhân duyên tịch diệt kia, cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên tà kiến, nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên tà kiến không tịch diệt, nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí, nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên tà trí không tịch diệt,
nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên chánh kiến nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên chánh kiến tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên chánh trí tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Nếu dục kia chưa đạt được, nay để đạt được, chưa thu hoạch, nay để thu hoạch, chưa chứng, nay để chứng, do nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Do nhân duyên tịch diệt kia nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Đó gọi là do nhân duyên không tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh, và do nhân duyên tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Nếu sa môn bà la môn nào không biết như thật đối với duyên duyên, sự tập khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con đường đưa đến sự tập khởi của duyên duyên, con đường đưa đến sự diệt tận của duyên duyên, như vậy thì người này không phải là sa môn của sa môn, không phải bà la môn của bà la môn, không đồng với sa môn của sa môn, không đồng với bà la môn của bà la môn, không đúng nghĩa sa môn, không đúng nghĩa bà la môn. Ngay trong hiện tại không tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Nếu sa môn bà la môn nào mà biết như thật đối với duyên duyên, sự tập khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con đường đưa đến sự tập khởi của duyên duyên, con đường đưa đến sự diệt tận của duyên duyên, như vậy thì người này là sa môn của sa môn, là bà la môn của bà la môn, đồng với sa môn của sa môn, đồng với bà la môn của bà la môn, đúng nghĩa sa môn, đúng nghĩa bà la môn. Ngay trong hiện tại tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 481 Hỷ Lạc. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ đang mùa hạ an cư, gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì gia chủ, bằng nhiều hình thức mà thuyết pháp, khai thị, soi sáng, chỉ dạy, làm cho hoan hỷ. Sau khi được Phật khai thị, soi sáng, chỉ giáo, làm cho hoan hỷ, gia chủ đứng dậy sửa lại y phục, đảnh lễ sát chân Phật, rồi chắp tay, bạch Phật. Cúi xin Thế Tôn và đại chúng từ bi thọ nhận lời thỉnh nguyện của con. Trong 3 tháng hạ, con cúng dường, y phục, ẩm thực, y dược, ngọa cụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời. Khi ấy, Cấp Cô Độc biết Phật đã yên lặng nhận lời rồi, đứng dậy từ giả trở về nhà mình. Qua 3 tháng, ông đến chỗ Phật, lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Phật bảo Cấp Cô Độc: Lành thay gia chủ, ông 3 tháng đã cúng dường y phục, ẩm thực, y dược, ngọa cụ. Ông nhờ vào sự trang nghiêm tịnh trị thượng đạo này mà ở đời vị lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại, ông không nên mặc nhiên thụ hưởng sự an lạc này. Ông phải tinh tấn lúc nào cũng học để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do diễn ly. Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, tùy hỷ hoan hỷ, đứng dậy đảnh lễ ra về. Lúc ấy,
Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi giữa đại chúng, biết ông Cấp Cô Độc đã về rồi, liền bạch Phật: Kỳ diệu thay Thế Tôn, khéo vì gia chủ Cấp Cô Độc thuyết pháp khích lệ ông Cấp Cô Độc rằng, ông 3 tháng đã cúng dường y phục, ẩm thực, y dược, ngọa cụ. Ông nhờ vào sự trang nghiêm tịnh trị thượng đạo này mà ở đời vị lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại, ông không nên mặc nhiên thụ hưởng sự an lạc này. Ông phải tinh tấn, lúc nào cũng học, để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do diễn ly. Bạch Thế Tôn, giả sử thánh đệ tử học để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do diễn ly, có thể diễn ly 5 pháp, phải tu tập viên mãn 5 pháp. Thế nào là diễn ly 5 pháp? Đoạn trừ hỷ được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ ưu được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ xả được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ hỷ được nuôi lớn bởi pháp bất thiện, đoạn trừ ưu được nuôi lớn bởi pháp bất thiện. Đó gọi là 5 pháp diễn ly. Thế nào là tu tập viên mãn 5 pháp? Đó là tùy hỷ, hoan hỷ, khinh an, lạc và nhất tâm. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Đúng thế, đúng thế. Thánh đệ tử học để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do diễn ly. Có thể diễn ly 5 pháp, cần tu tập viên mãn 5 pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 482, Vô Thực Lạc. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Có niệm có thực dị, có niệm không thực dị, có niệm vừa không thực dị, vừa có thực dị. Có lạc có thực dị, có lạc không thực dị, có lạc vừa không thực dị, vừa có thực dị. Có xả có thực dị, có niệm không thực dị, có xả vừa không thực dị, vừa có thực dị. Có giải thoát có thực dị, có giải thoát không thực dị, có giải thoát vừa không thực dị, vừa có thực dị. Thế nào là niệm có thực dị? Niệm sanh ra do 5 dục làm nhân duyên. Thế nào là niệm không thực dị? Tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ lạc do diễn ly sanh, thành tựu và an trụ sơ thiền. Đó gọi là niệm không thực dị. Thế nào là niệm vừa không thực dị, vừa có thực dị? Tỳ kheo có tầm có tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và trụ nhị thiền. Đó gọi là niệm vừa không thực dị, vừa có thực dị. Thế nào là lạc có thực dị? Lạc hỷ do 5 dục làm nhân duyên sanh ra. Đó gọi là lạc có thực dị. Thế nào là lạc không thực dị? Dứt có tầm có tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là vô thực lạc. Thế nào là lạc vừa không thực dị, vừa có thực dị? Tỳ kheo lìa hỷ, tham, an trụ xả tâm với chánh niệm, chánh tri, trụ an lạc, điều mà thánh nói là xả. Đó gọi là lạc vừa không thực dị, vừa có thực dị. Thế nào là xả có thực dị? Xả do 5 dục làm nhân duyên sanh ra, đó gọi là xả có thực dị. Thế nào là xả không thực dị? Tỳ kheo lìa hỷ tham, an trụ xả tâm với chánh niệm, chánh tri, an trụ lạc, điều thánh nói xả, thành tựu và an trú tam thiền, đó gọi là xả không thực dị.
thế nào là xả vừa không thực dị, vừa có thực dị? Tỳ kheo xa lìa khổ, dứt lạc, ưu và hỷ trước đã dứt, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, nhất tâm, thành tựu và an trụ tứ thiền. Đó gọi là vừa không thực dị, vừa có thực dị. Thế nào là giải thoát có thực dị? Hành cùng đi với sắc. Thế nào là vô thực giải thoát? Hành cùng đi với vô sắc. Thế nào là giải thoát vừa không thực dị, vừa có thực dị? Tỳ kheo kia giải thoát với tâm không nhiễm tham dục, không nhiễm sân nhuế, ngu si. Đó gọi là giải thoát vừa không thực dị, vừa có thực dị. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 483, Bạc Đà La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, tôn giả Bạc Đà La và tôn giả A Nan đều ở vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Khi ấy, tôn giả A Nan đi đến chỗ tôn giả Bạc Đà La. Sau khi thăm hỏi sức khỏe xong, ngồi xuống một bên, tôn giả A Nan hỏi tôn giả Bạc Đà La: "Thế nào gọi là thấy đệ nhất? Thế nào là nghe đệ nhất? Thế nào là lạc đệ nhất? Thế nào là tưởng đệ nhất? Thế nào là hữu đệ nhất?" Tôn giả Bạc Đà La nói với tôn giả A Nan: "Có Phạm Thiên là đấng tự tại, tạo tác, biến hóa như ý, là cha của thế gian. Thấy được Phạm Thiên thì gọi đó là cái thấy đệ nhất. Này A Nan, có chúng sanh có hỷ lạc do diễn ly sanh, thấm nhuần khắp mọi nơi. Mọi nơi đều cảm giác thân hoàn toàn sung mãn, không chỗ nào là không tràn đầy bởi hỷ lạc phát sanh do diễn ly. Chúng sanh này sau khi xuất định xướng lên giữa đại chúng, vô cùng tịch tỉnh thay, hỷ lạc do diễn ly sanh này. Vô cùng tịch tỉnh thay, hỷ lạc do diễn ly sanh này. Nghe được âm thanh này, đó gọi là cái nghe đệ nhất. Lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh ở nơi thân này có lạc do đã lìa hỷ, thấm nhuần khắp mọi nơi đều cảm giác thân hoàn toàn sung mãn, không chỗ nào là không tràn đầy bởi lạc do đã lìa hỷ này, đó gọi là lạc đệ nhất. Thế nào là tưởng đệ nhất? Này A Nan, có chúng sanh vượt qua tất cả thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu xứ. Nếu khởi lên tưởng này, gọi là tưởng đệ nhất. Thế nào là hữu đệ nhất? Lại nữa A Nan, có chúng sanh vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, thành tựu và an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu khởi hữu này, gọi là hữu đệ nhất. Tôn giả A Nan nói với tôn giả Bạc Đà La: "Có nhiều người thấy như vậy, nói như vậy, vậy thì tôn giả cũng giống họ, đâu có khác gì." Tôi dùng phương tiện hỏi tôn giả hãy lắng nghe, tôi sẽ vì tôn giả mà nói. Theo như cái được quán sát này mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là cái thấy đệ nhất. Theo như điều được nghe mà lần lượt diệt các lậu, đó mới gọi là cái nghe đệ nhất. Theo như lạc được phát sanh mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là lạc đệ nhất. Theo như điều được tưởng mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là tưởng đệ nhất. Như thực quán sát, lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là hữu đệ nhất. Bấy giờ hai vị chánh sĩ sau khi bàn luận xong đứng dậy cáo từ. Kinh 484, Ưu Đà Di. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá.
Bấy giờ vua Bình Sa đi đến chỗ tôn giả Ưu Đà Di, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên, bạch tôn giả Ưu Đà Di. Đức Thế Tôn nói có bao nhiêu thọ? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Tâu Đại Dương, Thế Tôn nói ba thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Vua Bình Sa bạch tôn giả Ưu Đà Di: Chớ nói như vậy, rằng Thế Tôn nói ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Nhưng đúng ra phải nói có hai thọ là thọ khổ và thọ lạc, còn thọ không khổ không lạc là tịch diệt. Nói ba lần như vậy. Tôn giả Ưu Đà Di không thể xác lập ba thọ với vua, và vua cũng không thể xác lập hai thọ. Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ tôn giả Ưu Đà Di bạch lại với Phật những sự việc trên một cách đầy đủ. Con cũng không thể xác lập được ba thọ, và vua cũng không thể xác lập được hai thọ. Nên nay chúng con cùng đến hỏi Thế Tôn, xin quyết định nghĩa này là có mấy thọ. Phật bảo tôn giả Ưu Đà Di: Ta có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, hoặc có khi nói ba, bốn, năm, sáu, 18, 36, cho đến 108 thọ, hoặc có khi nói vô lượng thọ. Ta nói một thọ như thế nào? Như nói, những gì là thọ đều là khổ. Đó gọi là ta nói có một thọ. Ta nói hai thọ như thế nào? Là nói, thân thọ và tâm thọ. Đó gọi là có hai thọ. Thế nào là ba thọ? Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Thế nào là bốn thọ? Thọ hệ thuộc dục giới, thọ hệ thuộc sắc giới, thọ hệ thuộc vô sắc giới, và thọ không hệ thuộc. Thế nào là nói năm thọ? Lạc căn, hỷ căn, khổ căn, ưu căn và xả căn. Đó gọi là năm thọ. Thế nào là sáu thọ? Thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. Đó gọi là sáu thọ. Thế nào là 18 thọ? Thọ theo sáu hỷ hành, sáu ưu hành và sáu xả hành. Đó gọi là 18 thọ. Thế nào là 36 thọ? Hỷ y sáu tham trước, hỷ y sáu ly tham, ưu y sáu tham trước, ưu y sáu ly tham, xả y sáu tham trước, xả sáu ly tham. Đó gọi là 36 thọ. Thế nào là 108 thọ? 36 thọ quá khứ, 36 thọ vị lai và 36 thọ hiện tại. Đó gọi là 108 thọ. Thế nào là vô lượng thọ? Như nói thọ này, thọ kia, vân vân. Này tỳ kheo, như vậy gọi là vô lượng thọ. Này Ưu Đà Di, ta bằng nhiều hình thức như vậy nói như thật nghĩa của thọ, thế gian không hiểu nên tranh luận và mâu thuẫn chống trái nhau, trọn không nắm được nghĩa chân thật trong pháp luật của ta, để tự dừng lại. Này Ưu Đà Di, nếu đối với nghĩa của nhiều loại thọ mà ta đã nói đây hiểu biết như thật, không khởi tranh luận và mâu thuẫn chống trái nhau, giới tranh luận đã khởi lên hay chưa khởi lên, có thể bằng pháp luật này mà ngăn ngừa, khiến cho nó đình chỉ. Nhưng này Ưu Đà Di, có hai thọ, thọ dục và thọ ly dục. Thế nào là thọ dục? Thọ do nhân duyên năm công đức của dục sanh ra, đó gọi là thọ dục. Thế nào là thọ ly dục? Tỳ kheo ly dục và pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc phát sanh do diễn ly, thành tựu và an trụ sơ thiền, đó gọi là thọ ly dục.
Nếu có người nói, chúng sanh nương vào sơ thiền này chỉ có đây là lạc, ngoài ra không còn gì khác, điều này không đúng. Vì sao? Vì còn có cái lạc thù thắng hơn cái lạc này. Đó là gì? Tỳ kheo lìa có tầm, lìa có tứ, nội tịnh, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ nhị thiền. Đó gọi là lạc thù thắng. Như vậy cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, càng lên càng thù thắng hơn. Nếu có người nói, chỉ có những xứ này, cho đến phi tưởng phi phi tưởng là cực lạc, không còn chỗ nào khác, như vậy cũng lại không đúng. Vì sao? Vì còn có cái lạc thù thắng hơn những nơi này nữa. Đó là gì? Tỳ kheo vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng thành tựu. Đó là cái lạc thù thắng hơn cái lạc trên. Nếu có kẻ xuất gia dị học nói, Sa môn Thích Tử chỉ nói đến tưởng thọ diệt và cho là đã đến chỗ tận cùng của lạc, thì điều này không đúng. Vì sao? Vì đây không phải là danh nghĩa thọ lạc mà Thế Tôn đã nói. Danh nghĩa thọ lạc mà Thế Tôn nói là như nói, này Ưu Đà Di, có bốn thứ lạc. Những gì là bốn? Đó là lạc ly dục, lạc diễn ly, lạc tịch diệt và lạc bồ đề. Phật nói kinh này xong, Ưu Đà Di và Vua Bình Sa nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo. Kinh 485, Nhất Pháp 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại thành Dương Xá, trong Ca Lang Đà Trúc Viên. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có một pháp làm sanh sự chân chánh yểm ly, không ham muốn, xả bỏ, đạt đến chỗ diệt tận các lậu. Đó là tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại. Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn loại thức ăn. Lại có năm pháp, đó là năm thủ uẩn. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội ngoại xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín cư trú của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp đạo. Đối với mười pháp này mà sanh yểm ly, không ham muốn, xả bỏ, đạt đến dứt sạch các lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 486, Nhất Pháp 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu đối với một pháp mà sanh chân chánh nhàm tởm, không ưa, xả bỏ, sẽ chứng đắc lậu tận. Đó là tất cả chúng sanh do thức ăn mà tồn tại. Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thủ uẩn. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội ngoại xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín chỗ cư ngụ của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp đạo. Đối với mười pháp này, thật sự nhàm tởm, không ưa, xả bỏ, sẽ đến chỗ tận cùng khổ biên và giải thoát khỏi khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 487, Nhất Pháp 3. Tôi nghe như vậy, một thời
Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu đối với một pháp mà quán sát vô thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ tận trừ các lậu hoặc. Đó là tất cả chúng sanh do thức ăn mà tồn tại. Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thủ uẩn. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội ngoại xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín chỗ cư trú của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp đạo. Đối với mười pháp này, chân chánh quán sát vô thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ diệt trừ hết các lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 488, Nhất Pháp 4. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu đối với một pháp mà quán sát vô thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận cùng của khổ biên và giải thoát khỏi khổ. Đó là tất cả chúng sanh do thức ăn mà tồn tại. Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thủ uẩn. Lại có sáu pháp, đó là lục nội ngoại xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín cư trú của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp đạo. Đối với mười pháp này, chân chánh quán sát vô thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận cùng của khổ biên và giải thoát khỏi khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.